thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc mà không kể đến các món hải sản, đặc biệt là sashimi thì thật là thiếu sót. Và bởi vì cả ba chúng tôi đều rất yêu thích các món sashimi, nên khi được thông báo rằng sẽ tới thăm chợ cá Jaemmangeum, chúng tôi thực sự hào hứng. Đây dường như là một chợ đầu mối hải sản. Ấn tượng với tôi về khu chợ này rất khác biệt, không giống như các chợ cá mà tôi nghĩ. Nó khá sạch sẽ và gọn gàng. Các cửa hàng xếp san sát và ngăn nắp. Bên cạnh những cửa hàng bán đồ hải sản tươi sống, có một vài nhà hàng bán đồ khô để phục vụ du khách. Cảm ơn. Cảm ơn. Có những loài hải sản chúng tôi mới chỉ được nghe nói đến chứ chưa từng được nhìn thấy và cầm hẳn lên, thì tại chợ cá này tất cả đều có sẵn, từ cua hoàng đế, hải sâm, tôm hùm, bạch tuộc và cá mập. Những người chủ của cửa hàng ở chợ cá này đa số là nam giới. Có lẽ do những loại hải sản ở đây toàn là những con to lớn, có con nặng tới 4-5 kg, nên phải cần những người thật sự khỏe mạnh mới có thể nhấc bổng được nó lên. Không sợ mày đâu, không có răng đâu. Vâng, đây là lần đầu tiên tôi được cầm vào một con cá mập và da của nó thì rất là nhám, rất là cứng ạ. Vâng, và con cá mập này rất là khỏe, xương sống rất là khỏe. Cá mà tôi nghĩ. Nó khá sạch sẽ và gọn gàng. Các cửa hàng xếp san sát và ngăn nắp. Bên cạnh những cửa hàng bán đồ hải sản tươi sống, có một vài nhà hàng bán đồ khô để phục vụ du khách. Cảm ơn. Cảm ơn. Có những loài hải sản chúng tôi mới chỉ được nghe nói đến chứ chưa từng được nhìn thấy và cầm hẳn lên, thì tại chợ cá này tất cả đều có sẵn, từ cua hoàng đế, hải sâm, cá mà tôi nghĩ. Nó khá sạch sẽ và gọn gàng. Các cửa hàng xếp san sát và ngăn nắp. Bên cạnh những cửa hàng bán đồ hải sản tươi sống, có một vài nhà hàng bán đồ khô để phục vụ du khách. Cảm ơn. Cảm ơn. Có những loài hải sản chúng tôi mới chỉ được nghe nói đến chứ chưa từng được nhìn thấy và cầm hẳn lên, thì tại chợ cá này tất cả đều có sẵn, từ cua hoàng đế, hải sâm, tôm hùm, bạch tuộc và cá mập. Những người chủ của cửa hàng ở chợ cá này đa số là nam giới. Có lẽ do những loại hải sản ở đây toàn là những con to lớn, có con nặng tới 4-5 kg, nên phải cần những người thật sự khỏe mạnh mới có thể nhấc bổng được nó lên. Đây là lần đầu tiên tôi được cầm vào một con cá mập và da của nó thì rất là nhám, rất là cứng ạ. Vâng, và con cá mập này rất là khỏe, xương sống rất là khỏe. Lần đầu tiên chúng tôi được cầm những con vật to lớn từ biển sâu như thế này, một con cua hoàng đế và một con tôm hùm. Chắc. Wow. Thú vị hơn nữa là những người chủ cửa hàng ở đây đều rất vui tính và hiếu khách. Thấy chúng tôi, những du khách từ nước ngoài đến, họ đều nhiệt.
Sau một cuộc đấu thái cá thì cá của ông chủ đã thắng rồi, nhưng mà không sao, vì là anh Xuân Nam không phải là người chuyên chuyên về hải sản nữa. Chuyên về hải sản mà chuyên thái cá như này, nhưng mà như thế này là cũng quá tuyệt vời rồi ạ. Cay lắm. Không hiểu đâu. Rất ngon. Khi mà rau hầu hết là những người phụ nữ lớn tuổi đang cẩn thận chế biến và bày biện từng món ăn. Ngày nay do cuộc sống bận rộn nên bữa cơm hàng ngày của người Hàn Quốc được giản đơn hơn. Và vào những ngày lễ Tết, khi cả nhà quây quần, họ lại tập trung để nấu những mâm cơm truyền thống. Điều này khiến tôi nghĩ tới mâm cơm ngày Tết của người Việt. Tuy nhiên, khẩu vị và món ăn của từng nước sẽ có những đặc trưng khác nhau, và chúng tôi thực sự háo hức chờ đón mâm cơm truyền thống của Hàn Quốc. Vâng, quý vị thân mến, rất nhiều ngày chúng tôi được trải nghiệm những món ăn ẩm thực tuyệt vời tại Hàn Quốc rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì có vẻ như là có một điều rất là đặc biệt, bởi vì chúng tôi ngồi ăn trong một khu nhà cổ rất là lâu đời. Và có lẽ là chúng ta hãy cùng hỏi cô chủ xem những món ăn và cũng như là thông tin về nhà hàng của chúng ta nhé. Xin chào cô ạ. Một bàn ăn truyền thống của Hàn Quốc sẽ bao gồm những món ăn như thế này. Có hai món thịt là món thịt lợn xào trên chảo nóng, còn kia là món thịt bò. Tiếp theo có những con tôm nhỏ ướp, và như các bạn thấy còn có rất nhiều loại rau củ khác nữa. Còn kia là lá gừng được tẩm ướp, sau đó hấp lên, và quả bí nhật được ướp với gừng. Có vẻ như là để chuẩn bị một bữa ăn như vậy thì người phụ nữ Hàn Quốc rất là vất vả. Chị Quyên là một người phụ nữ Việt Nam, chị thấy là để chuẩn bị bữa ăn như thế này thế nào? Nếu mà so sánh với lại cái cách chuẩn bị món ăn truyền thống của người Việt Nam thì về cách trình bày thì các món ăn ở Hàn Quốc trông hấp dẫn hơn rất nhiều. Về màu sắc này, rồi về cách thể hiện này. Tuy nhiên thì mình nghĩ là để chuẩn bị cho một cái bữa ăn như này thì mất rất nhiều thời gian, như con cá này là cần phải rán này, rồi cái này hấp này, rồi em nghĩ là những cái món này thì nó có đồ mà ướp sẵn ấy. Thì chúng ta hãy hỏi cô chủ xem sao. Vào buổi sáng chúng tôi thức dậy thật sớm chuẩn bị các món ăn để phục vụ các thực khách. Những cái bữa ăn truyền thống như này thì người Hàn Quốc bây giờ ăn hàng ngày hay là những cái dịp đặc biệt thì mới chuẩn bị như thế này ạ? Bàn ăn ở các quán ăn bình thường ở Hàn Quốc thì chỉ có một vài món phụ cơ bản thôi, nhưng các bàn ăn truyền thống ở Hàn Quốc còn có thêm một vài món nữa, ví dụ như bạch tuộc nhỏ hấp. Có một cái mà Quỳnh An rất là tò mò là tất nhiên là việc nội trợ của gia đình thì thường là phụ nữ rồi, nhưng mà đàn ông Hàn Quốc ở bên này có thỉnh thoảng vào bếp để giúp phụ nữ làm những món ăn này không hả cô? Ở nhà hàng thường thì đàn ông Hàn Quốc không phụ giúp gì cả, mà chỉ có phụ nữ làm món ăn và phục vụ, còn đàn ông thì thu tiền. Cô thấy nấu nướng có vất vả không ạ? Rất là vất vả, bởi vì đây là nhà hàng truyền thống của Hàn Quốc. Mùa đông thì rất là lạnh, còn mùa hè thì rất là nóng. Mọi người thì mùa đông ở trong nhà, còn mùa hè thì có điều hòa. Còn chúng tôi thì lúc nào cũng làm việc ở bên ngoài, cũng khá là vất vả. Thì rõ ràng là người phụ nữ Hàn Quốc hay người phụ nữ Việt Nam thì đều rất là vất vả khi mà vào bếp. Và Duy Khoa là người đàn ông ở trên bàn lúc này thì rất là muốn cảm ơn những người phụ nữ đã chuẩn bị những món ăn tuyệt vời. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Nhưng mà Duy Khoa nhớ là sau những cái lần trải nghiệm như thế này thì càng hiểu hơn về sự vất vả của người phụ nữ, và phải biết chia sẻ điều này với vợ mình đúng không? Rồi, chắc chắn rồi ạ. Xin cảm ơn cô. Maishikke deshipsio. Vâng. Em đã quá món món thịt hấp. Chị thì sẽ ăn món thịt bò đầu tiên để xem có giống như là món thịt bò xào. Thịt bò này ngon lắm. Lại vừa thơm này, vừa ngọt này. Rất là ngon ạ. Cái này ngon lắm chị này. Giống trứng hấp của mình đó chị. Súp này cũng rất ngon.
Dạ. Wow, cay quá. Cái gì á? Cay quá. Cái này á? Nhưng mà ngon. Ngon mà. Các bạn thân mến, các bạn nhớ bấm subscribe đăng ký kênh YouTube của Duy Khoa và bấm vào nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi Duy Khoa phát hành video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều, nhớ ủng hộ nha.